Mỗi khi đến kỳ em hay gặp các biểu hiện là cả máu đông và em bị tức vùng bụng dưới. Hôm mà em đi khám thì bảo bà là u này nó nằm ở vùng eo và nó gây ảnh hưởng đến việc sinh nở sau này ạ. Thế là bắt buộc mổ. Ở cái vị trí u của em nó không nằm trong biên tử cung, nó cũng nằm ở vị trí an toàn thôi và cũng là u lành nên là em cũng không quá lo lắng về việc sinh mổ. Bên cạnh đó là sau khi mà bác sĩ mổ xong thì cũng đã bảo em là u đã được lấy ra hoàn toàn rồi và cái việc lấy u này nó không ảnh hưởng gì đến việc mang thai sau này. Vì em bị bệnh như thế này thì em mới thấy cái việc là tầm soát đi khám định kỳ là việc rất quan trọng. Em cũng khuyên là các bạn, nhất là các bạn nữ là nên đi khám phụ khoa, sản khoa nửa năm dưới sự hỗ trợ và chăm sóc của các bác sĩ với cả các y tá điều dưỡng thì em cảm thấy là sức khỏe em hiện giờ đã khá rất nhiều. Em đã có thể sinh hoạt bình thường, cái mổ cũng không đau nữa. Em cảm thấy đây là một sự lựa chọn đúng đắn, tại vì là thứ nhất là cơ sở vật chất rất tốt và thứ hai là các chị điều dưỡng, các bác sĩ, y tá chăm sóc cũng rất tận tình. Em nằm ở đây và cảm giác thoải mái như ở nhà. Ngoài việc khám phụ khoa định kỳ 6 tháng trên lần thì phụ nữ cũng nên đi khám ngay khi có những biểu hiện sau đây: khí hư da nhiều, màu trắng đục, vàng xanh kèm theo mùi hôi, đau bụng dưới sau khi quan hệ tình dục, rối loạn tiểu tiện, tiểu khó, tiểu buốt, cơ quan sinh dục đau rát, ngứa ngáy, nổi mụn, da máu bất thường ngoài kỳ kinh hoặc sau khi quan hệ tình dục.